Là laptop 123 sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng Asus mỏng nhẹ nhất hiện nay, hot nhất, được laptop 123 phân phối. Đó là dòng UX410U. Cái dòng UX410U này thì nó có hai loại nha các bạn. Một loại là card on với một loại card rời. Nó chỉ đúng có hai loại này thôi. Card on thì nó có hai màu, đó là màu xám và màu hồng. Bây giờ mình sẽ giới thiệu hai màu này cho các bạn xem. Đây là UX410UA GV063. 063 là màu xám và 064 là màu hồng nha các bạn. Hiện tại dòng UX410 này bên laptop 123 bán rất là nhiều. Mình sẽ giới thiệu sơ bộ cái dòng này cho các bạn. UX410U này là nó là i5 thế hệ thứ 7, i5-7200. RAM của nó là 4GB, ổ cứng là 500GB. Đặc biệt cái dòng này là nó có khe để mình gắn thêm SSD. SSD của em này là chuẩn SATA M2 nha các bạn. Đây các bạn nhìn vào trong này các bạn thấy. Đó là i5-7200, tốc độ 2.5. RAM của nó là 4GB DDR4 nha các bạn. Thế hệ mới là DRAM DDR4. Con này nó có một dư một khe nữa để các bạn có thể nâng cấp lên. Là các bạn có thể gắn 4 hoặc là gắn thêm 8 thành 12GB. Card Intel HD 620 HDD thì 500GB thôi. Đặc biệt là nó có cây khe để mình gắn SSD rất là quan trọng. Asus dòng UX này nó độ cân nặng của nó chỉ có 1,4 kg nha các bạn. Vỏ nhôm UX dòng dòng này là nó làm vỏ nhôm nguyên khối, kể cả cái nắp phía dưới là cũng là vỏ nhôm các bạn. Đây là con màu hồng. Màu hồng của nó là màu hồng vàng các bạn, chứ không phải là hồng 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 đậm đó. Hồng này hồng nhạt nhạt. Màu hồng này thì nó bán chạy cho các bạn nữ nhiều hơn. Còn các bạn nam thì chúng ta xài cái màu này đây. Đây là màu xám. Rất là đẹp.